Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái camera Cam Hi nè các bạn. Này. Rồi, thì hiện tượng của nó là khởi động lên đó các bạn. Nó không có nhận được cái tín hiệu vào trong điện thoại của mình. Có nghĩa là điện thoại mình không có coi được, nó không có điều khiển được. Rồi. Thì bây giờ là mình mở lên cho các bạn xem cái hiện tượng của nó ha. Nó cắm nguồn vô nè, nó có đèn báo nè. Rồi chờ chút cho nó load ha. Nó thì cái này thì nó load camera lên xuống nè, rồi qua lại nè, nó lên nè, xuống nè, đó, rồi còn qua lại nữa. Thì nó mới vô cái ứng dụng của mình để mình mới kết nối được. Thì nếu như mà nó mới có vậy thì không bao giờ mình mở lên được các bạn. Rồi bây giờ rút ra ha. Thì nếu như mà nó load được, nó lên xuống được thì cái nguồn của nó ok rồi. Thì bây giờ mình đo thử cái nguồn của nó luôn cho các bạn xem ha. Đó, nguồn khoảng 5V đó các bạn. Ok, giờ mình tiến hành tháo nó ra, để xem coi nó bị hư cái gì ha. Đầu tiên các bạn tháo mấy cái cục thun ở dưới nè. Đây là cái phần bên trong nó nè, thì gồm có một cái motor nè các bạn. Motor này nó sẽ đảm nhiệm cho cái nguyên cái tụm này luôn nè. Đó, qua lại gì nè. Rồi còn một cái motor nó nằm trên đây để nó lên xuống. Đó. Thì trong đây nó có tất cả các linh kiện nè. Đó, các bạn xem ha. Có một cái nút reset nè. Đây. Đây là cái con IC này, nó sẽ nhiệm vụ cho cái motor của mình nè. Phần này là nhiệm vụ thu phát sóng wifi nè. Đây, cái dây anten đó nè các bạn. Đó. Đây là cái mic nè. Thì cái này nó sẽ thu tiếng nó phát cho điện thoại để mà mình nghe trực tiếp á. Đó. Đó, toàn bộ nó nè. Đây là cái con ổn áp nguồn nữa các bạn, 1,8 nè. Đó. IC nguồn A121. Thì cái này là cái rắc nguồn nè. Cổng mạng LAN nữa các bạn, mình cắm mạng trực tiếp vô cho nó. Rồi, bây giờ anh tháo cái bo ra ha, coi mặt dưới coi nó còn gì nữa không. Này, con xử lý chủ nè, con này là nó xử lý mọi thứ luôn. Đó, IC mạng LAN nè, Thạch Anh 24 Hz. Đó, đây cũng có con IC nguồn nữa nè, giống con trên luôn, A121 nè, tụ lục nguồn. Thì cái mạch nó cũng đơn giản các bạn, nó chỉ có mấy cái con linh kiện gì thôi, đa phần là nó tích hợp vô IC hết rồi. Rồi thì cái ban bệnh của mình đó là nó không có lên xuống được, nó qua lại được nhưng mà không có lên xuống được. Thì các bạn kiểm tra cho mình cái motor này nè các bạn. Nó kiểm tra motor. Mà khi mà mình muốn biết cái nó chính xác là nó hư cái motor thì các bạn cắm nguồn vô, rồi mình đặt cái tay lên đây mình vịn nè. Khi nào mà nó khiển ngoài trước nè, nó đảo lên đảo xuống xong tiếp tục là nó sẽ đảo qua đảo lại, thì cái motor này nó sẽ rung. Rung ít rung nhiều gì, ví dụ như nó hư á, thì nó cũng phải có rung trong này, nín thinh luôn á là nó mắc áp. Nó mắc áp thì nó sẽ hư cái phần IC dưới này. Còn ở đây mình thử nãy mình rờ là cái motor này vẫn còn rung nữa các bạn. Có nghĩa là cái motor này nó bị kẹt nhông hoặc là hư cái gì trong này nè. Rồi bây giờ mình tháo nó ra để mình kiểm tra coi nó hư cái gì. Thì trước tiên muốn tháo nó ra các bạn nhóm mấy con ốc này ra nè các bạn. Đây nè. Đây có ba con ốc trên cái viền đen bự ngoài nè. Bạn nhóm nó ra để nó có cái khoảng trống á. Mình lấy cái motor lên rồi tháo luôn ba con ốc này ra nè. Đó, đây mình tháo các bạn coi ha. Rồi mình gỡ nhẹ lên nè, mình gỡ nhẹ lên, nó lên xong rồi nó sẽ mắc cái bánh nhông ở trên đây nữa nè. Đó, cái bánh răng nè. Đó, các bạn nắm nắm nó lên nè. Cái này nó không có dán keo, thường thường mấy cái này là nó chỉ gắn khít lại thì thôi các bạn, chứ nó không có dán keo ha. Đó, giờ tháo luôn cái motor ra nè.
Rồi bây giờ mình tiến hành tháo nó ra, tháo nó ra để mình kiểm tra coi bên trong nó bị kẹt hay là nó bị hư luôn cái motor. Ở đây là loại motor này nó giảm tốc các bạn, nó chạy rất là chậm. Thì thường thường nếu như mà nó còn gồng thì mình xem coi bên trong nó có bị hư bánh răng không. Đây. Đó. Đây là cái phần bên trong đó nè. Một cái nhông ha. Gỡ nhông này ra luôn. Nó kẹt cứng ngắc các bạn. Vì kẹt cứng ngắc à. Nè. Đó. Đó kẹt cứng ngắc vậy nè. Rồi bây giờ mình mới tháo luôn. Tháo luôn mấy cái bánh ra. Cứng rất là cứng luôn. Thường thường cái này nó đâu có cứng dữ gì. Nè các bạn. Bánh nhông này cứng ngắc nè. Đó. Cứng khừ luôn. Sao mà quay được. Rồi bây giờ mình mới coi luôn cái này. Phần này thì ok ha. Có thể là nó không có hư luôn. Dính luôn nè. Đó. Nó dính luôn. Rồi bây giờ mình mới vệ sinh. Vệ sinh cái này cho sạch. Vệ sinh toàn bộ cho sạch hết. Rồi mình cho nó chạy không cái này nữa các bạn. Nên mình rửa bằng dầu thôi. Đó. Dầu RB7 thôi. Hết chín rồi nè. Rồi bây giờ mình xịt dầu vô trong cái phần cây cốt nè. Khử luôn ba cái còn dư lại nè. Mấy cái này để lâu rồi nó cũng sẽ làm cho cái motor của mình nó kẹt cứng các bạn. Là do mà thời gian mình xài nó lâu á. Nó lâu mà mình không có khiển qua lại á, thì những cái đồ trong đây nó sẽ cứng lại. Không có trơn tru nữa, ví dụ như mỡ bò để lâu nó cũng cứng nha. Rồi bây giờ mình vệ sinh cái motor mình lại. Nó nhẹ nè. Rồi tới cái phần này cứng ngắc luôn nữa các bạn. Đó. Rồi này cứng luôn, cứng khừ luôn rồi. Đó. Rồi vệ sinh nó lại. Xong mình gắn lại ha, gắn lại mình chùi luôn cái cây cốt nè. Nè nó nhẹ lên nè các bạn. Tới thằng này, này cũng vậy luôn. Xong bây giờ mình mở lên cho nó chạy ha. Cho nó nếu chạy được thì mình cho nó ít mỡ bò vô các bạn. Chờ chút cho nó lót ha. Đó, lót thằng kia rồi đó. Đây, chạy nè các bạn. Có nghĩa là motor này không hư ha. Ngon lành rồi. Này là cái này hơi nhẹ. Đó, chạy đó. Đặt này vô luôn. Đây. Nó lót xong rồi nè. Rồi có nghĩa là nó lót xong. Thì cái camera có thể là nó cho mình nhận tín hiệu đó các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình mới tìm cho nó một ít mỡ bò. Mỡ bò chuyên dụng á. Để mình tha vô.
Đây, mình đã tìm được một miếng mỡ mỡ vôi trơn nè. Cái loại này thì nó không có bị khô các bạn. Này mình dùng lâu dữ lắm rồi mà không có bị khô. Rồi bây giờ anh tháo ra. Mình tra mấy cái mỡ bò nó vô ha. Đó. Cuối cùng là còn cái thằng này. Này hồi nãy là mình cũng đã xịt dầu chùi sạch rồi. Đó các bạn, cho nó một miếng mỡ bò nè. Xong, dẹp này đi. Sát xuống rồi nè. Bẻ cái khóa lại ha. Rồi ok. Bây giờ mình mới tiến hành cho chạy thử rồi mình ráp lại các bạn. Chờ chút cho nó lót ha. Đó, lót này nè. Tên này. Chạy nè các bạn. Rồi trở lại không ha. À, trở lại nè. Đó. Ok. Rồi, bây giờ rút ra. Mình gắn cái motor y như cũ lại ha. Xong rồi ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ gá nó lại để mà mình chạy thử các bạn. Gá lại đi, gá là cho ngay ngắn đi, khoan ha, đậy cái nắp đít lại. Rồi, ok. Bây giờ mình cắm vô. Chờ cho nó lót rồi rồi mình thử ha. Đó, có đèn nè. Rồi, chờ cho nó lót đi. Cầm mà khỏi lót không được. Đó, chuẩn bị đó. Đây. Coi nó đảo được không ha. Lên xuống được nè. Qua lại được. Đó. Ok ha. Rồi. Bây giờ mình mới dùng điện thoại để mình kiểm tra coi nó kết nối được chưa. Vô cam hi nè. Đang kết nối nè. Rồi vậy là thằng này nó chưa có kết nối được với wifi các bạn. Phải dùng tới dây mạng thôi. Này giật cộng dây mạng vô luôn đó, kết nối được rồi nè, có đèn xanh. Để mình kết nối bằng này thử coi. Lót được rồi nè các bạn. Đó thì lúc đầu là nó bị hư cái phần motor đó, thì cái camera của mình nó không có nhận được với điện thoại các bạn. Đây là mình quay ha. Mà tối thui gì sáng hết cỡ rồi ha. Bây giờ mình chỉnh camera ha. Đó, qua lại được rồi nè các bạn. Trả lại nè. Đó. Thì lúc đầu nó bị lỗi. Nó lỗi cái phần camera của mình. Thì nó sẽ không có kết nối được. Nó chỉ là báo nó đang load thôi. Đó, thì cái hiện tượng của nó là vậy. Mình kiểm tra coi cái... Thứ nhất là cái camera nè. Coi cái motor đảo nè. Ở trên hoặc là ở dưới nó bị lỗi ha. Nếu như nó không có lỗi á,
mà nó không kết nối được thì mình reset lại các bạn. Reset lại bằng cái nút reset nè. Đây nè. Rồi cuối cùng á thì các bạn kết nối bằng cái các bạn, mã này nè. Rồi rất là đơn giản thôi. Thì ở đây thì mình dùng bằng cái cáp là cho nó lẹ nè, thay vì mình vô mình cài đặt cái wifi nó lâu, nó quá lâu lắm. Rồi thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái camera cam hi ha. Camera gia đình đó, giám sát bình thường thôi. Rồi nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.